6, 7. Rồi, ok. À, xin chào mọi người nha. Em thấy cái dàn âm thanh 25.500.000 đồng cho anh khách ở Long An, ở thành phố Tân An. Anh đặt mua một dàn karaoke gia đình. Tuy nhiên cái dàn này có thể ca trong nhà cũng được, ra ngoài sân cũng được, đám tiệc độ ok luôn. Thì trọn dàn nó còn có một cái bàn mixer Yamaha M10. Dàn mixer cao cấp Yamaha M10 99 hiệu ứng, có tích hợp vào Bluetooth ha. Đó, có cổng súp, cổng men luôn, đầy đủ luôn. Nó 10 like. Rồi, tiếp theo là một con Vanker DBX100, một cái cặp micro không dây cao cấp của hãng Techstar. Dòng mic thu âm, em không có làm mic thủ công, em làm mic thăng nhập hết. Rồi một cái nâng tiếng của DBX luôn, một cục đẩy CA12 hay 24 sò, một cặp full đôi 3 tấc, một cặp full đôi 3 tấc và một cặp full đơn. Đây, tặng kèm luôn cái cây luôn, chân lo luôn. Tổng trị giá cái bộ này, giá tại cửa hàng là kèm theo dây nhỏ đầy đủ luôn, tặng luôn bộ dây livestream luôn, đầy đủ luôn là 22.500.000, giá tại cửa hàng nha. Tí nữa em test cho anh cái dàn 26.200.000. Ok, rồi bây giờ test âm thanh nha. Test âm thanh một đoạn nha. Hay, xấu. Trong nhà nó hơi... trong nhà không gian nó hơi nhỏ nên không có bỏ lớn được. Cố quên đi người, xây hoài sầu không vơi. Tình duyên ta tiếc uống thêm ly này. Ôm giấc mộng lửa lao, nhưng chiều lắm tiếng mưa rơi, đêm say chờ trăng ta từng thu thấy lá. Lá rơi đắm mồ cuộc tình, lá bay chất nặng tuổi đời, nhớ người ta vẫn đi. Ok, em test sơ vậy anh trai nghe thử nha. Rồi, còn cách mà lắp đặt hướng dẫn thì bên em, khi anh tới cửa hàng thì bên kỹ thuật bên em sẽ hướng dẫn cho anh về cách lắp đặt hướng dẫn. Ok, cụ thể luôn nha. Rồi, cảm ơn các chị các bạn rất là nhiều. Ai quan tâm sản phẩm liên hệ với em theo số điện thoại 0937381978, 0906041727. Địa chỉ cửa hàng số 327-1, đường 30 tháng 4, khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại của kỹ thuật hỗ trợ về âm thanh, chuyên nhận lắp đặt âm thanh, chỉnh âm thanh 0901 427044. Ok, lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.